như này mẹ nó đau đầu vỡ luôn luôn. Thề chính em không đủ đánh giải đâu, chính em đủ giải trí rồi. Ví á, bọn anh chơi cái này bọn anh làm đánh giải bọn canh ngay chơi đêm thế, tức nên nó đi làm 11 giờ về nhá, chơi 3 sáng về nhà, 3 sáng về nhà cứ ngồi ở ngoài vỉa hè chơi thôi. Năm thằng thì mẹ ngồi chơi cười mẹ về xong rồi chửi đi ngoài kia xong kiểu cứ chửi là chửi kia. Đấy, xong rồi là chơi xong cái trận anh bọn chơi nhiều nhất là trận dịch. Trận dịch là quán mấy quán đóng cửa hết mà thì chỉ bán mang về thôi, thì không hai lần thì đóng cửa các bán mang về. Thì em anh hỏi em một ngày được 2 triệu, bình thường quán mang một ngày được 40 triệu, mà bây giờ có 2 triệu thôi. Cái gì đây em, hả? Cái gì ạ? Cái gì 2 triệu? À, doanh thu. Doanh thu ngày chỉ có 2 triệu thôi. Em phải nhớ là nguyên một buổi sáng anh cơn là một cái phin cà phê thôi, không hết. Một cái này nó chỉ có 200 ml thôi, có một không hết. Đấy, thế là bọn anh đôi máy bọn anh chơi trận đó, bọn anh cày trận đó, bọn anh cày mấy ác trận, bọn anh cày thằng đó lên cao thủ, kéo hết nhau lên cao thủ đánh toanh luôn, bất bại. Ừ, xong rồi cái trận đấy thì học thì còn là năm cuối thôi, thế là mẹ mới thôi. Thì mẹ nó lại còn đéo thời gian nữa, lo lại đéo phải học nữa luôn. Năm cuối là đéo phải học rồi. Xong rồi bây giờ cũng như vậy thì mẹ ăn con chỉ có thế là thì mẹ nó chơi luôn. Bọn anh còn làm khóa luận đi ở nhà mà. Bọn còn đến trường buổi đó nguyên một cái năm tư anh ở nhà thôi. Ông đi học luôn. Gọi như là đi vào tính là ra trường đã từ năm 3 rồi. Năm tư là ở nhà thôi, học on. Có làm mấy như là anh chỉ học có năm 1 rồi. Là kết thúc năm tư, còn lại là làm đồ án. Ủa sổ. Anh gửi square.